Hiền tập quay à? Quay được chưa? Sao đây chị được mấy cái? Qua nhìn nè. Quay em cứ thoải mái, giống như mình đang quay cảnh, quay đồ như thế đó. Khi chị mua mà không thấy chị lo ở đâu nữa thì em liếc ra cái ngoài này. Liếc ra cái ngoài màn hình em nhìn trước rồi em mới đưa máy từ từ theo. Đây thì nó sẽ cái vèo kìa, hãy tắt mắt ra. Mình cứ cầm vào ngay, mình có mũ đã rồi kìa thôi. Thì mới quay là hay có sự lớn nào. Nếu như mai cái máy động mặt chị đón á, kiểu tập chú còn mụn á. Với lại mình cứ di chuyển như này, nghiêng qua như lại đó. Có nhiều chỗ em không nhất thiết phải đi máy keo mà em chỉ cần nghiêng máy đó. Giữ nguyên trục của hắn á, em quay camera sang làm được không á? Hình như vậy á, đầu là em bị mấy cục mụn nang dưới hàm. Trung là em biết rằng không trúng cái đoạn mà bán chạy nhanh nhé, đoạn cứ bên đông còn bên tây còn nó lót chị là đầu rất đầu chị quay trúng cái cao vậy còn ít mũi chạy
chạy xong sảng luôn, tắt một cuối hột luôn. Thấy không? Thì không thấy ở mô cả, chưa nhìn được á. Theo chưa quen. Xong đoạn sau là tia mắt ra ngoài như trước. Rồi cầm máy theo sau. Do chị đang ở đây mà chị xuống dưới cầm á. Nhưng mà khi đó em lo nhìn màn hình thì không lo nhìn ngoài. Bị loạn liền. Liếc trong liếc ngoài nè. Chắc bị lé. Con nhìn đây, một con nhìn đây. Hai con nhìn đây. Mày phải tưởng nhân gấp 6 lần là nó to, cái mặt nó to bằng răng em biết rồi. Này 1 hay 2 đó trà. Thấy tầm lâm mặn xí xí em biết rằng. Sau đi quay quay này rồi chỉ cần mắt thì nhìn ngoài và tay là chuyển máy đến kịp luôn á. Hơi đau xíu. Đừng nhìn hay bị chói đèn, con này phải nghiêng máy lên một tí. Em đẩy cái đầu máy lên đây xí này. Thì em để ý rồi này. Nhìn sang đây là có cái bóng của đèn này phía trong đây này. Và mình bị đau mắt, nó nhìn không được mũi mắt. Em nghiêng sang tí. Chúc. Chắc một. Một cái dài dài xí. Em quay sang mà còn bụng đường gì em không? Ok là được. Quay đi, đứng nhọn góc mô đứng. Mình chỉ làm lâu với ngón tay thứ hai, ngón thứ tư của chị làm bên kia. Nó không à?
Bé 150. Cảm ơn. 100. Bà chị trăm gan này chả. Mới nhận tiền đấy. Nhất được ra còn mình xí xí rồi thôi, vậy gì để Hà lấy đi.